Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay là một tác phẩm của tác giả Khả Hân, có tựa đề là Ngũ Hành Yểm. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ngũ Hành Yểm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn nhà tan hoang đổ nát, không khí nồng nặc tanh tưởi lợm giọng ghê cổ vì mùi máu. Hắn đang ngồi đó bên cạnh những chiếc thau đồng sóng sánh đựng đầy những chất lỏng đặc quánh đen sì, lấp ló phản chiếu hình bóng ma quái của hắn vào trong. Năm chiếc thau đồng đó là năm chậu máu ở trong mỗi chiếc thau, thò lên những cánh tay, những cẳng chân và cả một khuôn mặt in hẳn sự kinh hoàng cực điểm. Một hương án đặt ngay tại chỗ của hắn ngồi. Trên hương án không có thủ lợn, không có hoa quả thì tả. Ở giữa hương án một lồng ngực mở phanh. Xương sườn chưa rửa sạch tiết vo ve vài con ruồi bâu vào tranh thực. Từ bên dưới vùng xương ức trồi lên hai cánh tay trắng toát xòe ra. Hai cánh tay ở hai bên trái phải có kích cỡ khác nhau và dĩ nhiên là của hai kẻ khác nhau. Hai bàn tay đỡ lấy một mảnh sọ người, bên trong đựng một mảnh gỗ còn con. Một cây đinh đã rỉ, một chén nước, một hòn đá lửa và một viên sỏi vỡ đảm đôi. Đồ nghề tế thần đã chuẩn bị xong. Hắn mỉm cười ngồi khoanh chân, mắt nhắm lại lâm dâm khấn vái. Ở ngoài trời, gió từ núi đỉnh Pusan Khat đang thổi xuống ảo ạt, rít lên như là cơn cuồng loạn, khiến cả khu rừng dường như bị đánh thức giữa đêm đen. Cảnh sắc trong bóng tối mịt mù cùng với tiếng chim rừng sao xác kêu lên thê thảm càng làm cho buổi cúng ma của hắn trở nên ghê sợ kinh hoàng. Năm về sau, gió từ trời thổi xuống vù vù từng trận, thổi tung những chiếc lá vàng héo úa dàn sang một bên góc sân. Khuôn viên rộng lớn tường trình đất quây kín mít tạo nên một giang sơn riêng biệt cho gia đình của ông Bạc. Trong một chiều cuối đông lại càng trở nên ảm đạm tiêu điều, như có pha lẫn mùi tử khí. Mảnh đất và căn nhà này và khoảng sân thênh thang sau cánh cổng kia từng là chỗ cho quan viên trong châu, trong huyện về đây hội họp. Một năm ít nhiều thì cũng phải có dăm bảy dịp người ta đón phường trèo từ Hà Nội lên đây để hò hét. Các vị thổ ti chức dịch quan lại địa phương, cũng như là các quan thầy người Pháp đều có mặt. Ông Bạc như là người thợ săn nhãn mặt con hiêu con hoãng. Có lẽ ở cả cái huyện sắn trải này, ít ai có vai vế, có tiếng tăm như là ông Bạc. Thế bóng của ông dân bản phải cúi rạp người, khom lưng uốn gối. Nghe tiếng của ông thì con bé con hổ cũng phải rất giọng gầm, cộp đuôi vào rừng để trốn. Ông Bạc không chỉ là một quan châu, một thiên hổ nắm trong tay ngót ngàn đầu dân. Ông Bạc còn là một thế lực oai linh không khác gì thần rừng thần núi vùng Pusan Khat. Người ở sán trải biết danh của ông, người ở Hà Giang kinh sợ ông. Họ bảo rằng ông có cái dũng mãnh hơn người, có cái liều lĩnh hơn thổ phỉ và cái tàn độc không khác gì con rắn con nưa. Người ta sợ ông như là sợ thánh sợ trời, coi ông là con của chúa Sơn Lâm, từ lúc lọt lòng đắp bú no sữa hổ. Cái truyền thuyết về sự ra đời của ông Bạc mới thực sự là ghê gớm. Ông Bạc là con của một thổ ti người Dao tên là Vừa A Bương. Ông Bương lấy ba bà vợ chỉ sinh toàn con gái, cho nên khi bà vợ thứ tư có mang và thầy mo trong bản phán được con trai thì ông Bương rất mừng. Mừng như là người ta vừa thoát được một con lũ quét, như là một con hổ tránh được phát súng chí mạng của người thợ săn. Bởi vì từ nay dòng dõi của nhà ông đã có kẻ thừa kế, tông đường của nhà ông đã có người thờ cúng. Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tề gang, ngày lâm bồn chẳng còn bao lâu thì đột nhiên bà Tư mất tích. Bà mất tích khi mà đang đi từ nương về nhà của mình. Ông Bương chờ mãi trời đất tối mịt mà không thấy vợ về, mới tá hỏa tam tinh gọi người đi tìm kiếm. 47 thanh niên trai tráng trong vùng, lại thêm 36 tên lính khố xanh hỗ trợ, chó săn tù và đúc pơ mu và những dấu chân người gần như cày nát cả hai dải đông nam của dãy Pusan Khat. Đến lúc mà trời tờ mờ sáng, lại thêm 4-5 nhóm người nữa của các thổ ti thủ lĩnh địa phương biết được hung tin thì cùng nhau lùng sục. Họ lao vào những khu rừng ma, đi sang khu rừng quỷ, đến cả những nơi mà người bản địa không dám đến.
ấy vậy mà Tư vẫn còn biệt tâm biệt tích. Gái chợ là cửa mà, bà Tư như là kẻ cõng quan tài đi thẳng vào trong địa phủ, mãi mãi chẳng có đường về. Thầy Mo đã đến được cử hành lễ cúng ma, trên tấm vải đỏ là đống đồ nghề bằng 10 đời ăn cơm thiên hạ. Dưới gầm sàn là cả chục con gà chờ cắt tiết. Trong chuồng là 3 con lợn, 4 con dê chuẩn bị chầu trực làm lễ tế thần. Xung quanh thầy tụ tập cả nhà lão Bương, mặt mũi ai nấy đều xanh xao tái mét. Có lẽ chỉ là những giống ma quỷ mới chịu được những lời cầu khấn, những câu hú hét dài đằng đẵng của thầy. Mo bản khấn đến sáng ngày thứ tư, xem nát cả sổ Nam Tào, nhưng mọi nỗ lực đều chỉ rơi vào tuyệt vọng. Những gì cần làm nhà lão Bương đã làm, cả bàn sán trải cũng đã làm. Ấy vậy mà giữa lúc mọi hy vọng đều vụt tắt, thì đột nhiên có người sực nhớ ra họ chưa tìm đến một nơi. Đó là cái hang hổ linh thiêng nhất trong vùng Busan Cát. Ngay lập tức một phần thưởng được đưa ra: 9 vỏ rượu, 3 con bê, 6 con lợn nái, 2 năm không cần phải đóng siêu nộp thuế, dành cho kẻ nào có thể vào núi Busan Cát để cướp người vợ thứ tư của vị thổ tinh ra khỏi tay của thần hồ. Đám thợ săn ham ở lên đường, lũ trai tráng thanh niên dù chẳng được dây máu ăn phần, nhưng cũng lăm lăm tay dao tay súng đi theo. Mà sán trại vắng bóng đàn ông bởi họ đều đang ngậm ngải vào rừng. Hang hổ thật ra là một cái thung lũng sâu hun hút, kẹp giữa hai quả núi lớn của dãy Busan Cát. Muốn vào được đến đây phải đi qua một cái cánh cổng trời thiên tạo, có hai vách đá dựng đứng ở hai bên sừng sững như hai bức tường thành. Qua cổng trời lại phải đi thêm một con đường độc đạo ngoằn ngoèo uốn lượn, không cỏ không cây. Phơi mình giữa trời giữa đất, hai bên là những vách đá, tự nhiên biến nơi đây thành những chỗ mai phục chích người của hổ báo thợ săn, cho đến những tên thổ phỉ. Địa thế ở đây đã biến nó thành một khu chiến địa dễ thủ khó công. Đi vào chỉ có một đường, đi ra cũng chỉ có một đường, là chỗ hang hùm miệng rắn nguy hiểm trùng trùng. Quả đúng như người ta dự đoán, khi đến nơi, đám thợ săn tìm thấy những mảnh áo quần, lắc bạc dây chuyền của bà Tư nhà lão thổ ti. Có lẽ bà chết vì bị hổ vồ, vì sự sợ hãi trước loài mãnh thú, hoặc cũng vì cơn đau đẻ quằn quại không có người đỡ đần che chở. Nhưng cách đó một quãng, người ta còn nghe tiếng của trẻ con khóc oe oe. Chạy đến gần quan sát, họ trông thấy một đám đàn hổ con, còn có một đứa bé còn đỏ hòn, dây rốn hình như tự cắt, đang rúc đầu vào bú con hổ cái. Đó là truyền thuyết về sự ra đời của ông Vừa A Bạc. Vừa A Bạc sinh ra đã ăn thịt mẹ, uống sữa hổ, nhà hổ nuôi mà lớn, cứu mà sống, cho ăn mà khỏi chết, cho nên tính tình thái độ, từ ánh mắt cho đến tiếng nói đều như loài hổ dữ. Hổ là chúa sơn lâm, Bạc là chúa của vùng sán trải. 2 tuổi, Bạc đã biết tự bò lên nương theo mẹ, ngủ dưới gốc cây, tự bò hẳn vào mồm để ăn cho no bụng. 7 tuổi đã cầm đầu lũ trẻ trong làng, 17 tuổi là chủ của một phường săn có tiếng, 20 tuổi đã theo quan Ba Đờ Cờ Le làm phó chỉ huy đội lính khố xanh, bắn súng như thần, giết người không bao giờ chớp mắt. Từ ngày Nhật Pháp đánh nhau rồi Nhật hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương, Vừa A Bằng mới trở về làm một ông quan châu, chứ không muốn đầu quân cho lũ Nhật lùn ra vàng mắt xích. Nhưng không vì vậy mà cái ngôi cái chức của Bạc bị lung lay. Ông khéo léo kết thân với tất cả những kẻ có quyền. Pháp đến, Bạc mời Pháp về nhà, Nhật về, Bạc mời Nhật hút chung thuốc viện. Viễn Minh vào bản tuyên truyền được Bạc thịt gà mời cơm. Quốc dân đảng vượt biên giải giáp quân phát xít cũng được Bạc xưng huynh gọi đệ. Nhà tài thương thuyết lại khéo léo như là con báo cấm trên rừng, cho nên từ đó đến nay, dù vượt qua bao lần bĩ cực thái lai, chứng kiến bao cảnh đầu rơi máu chảy, Hà Giang bao lần nổi phỉ, bấy nhiêu lần có bàn tay của Bạc góp công. Thế nhưng dù Việt Minh, dù người Pháp, dù thổ phỉ nắm quyền, thì Vừa A Bạc vẫn ở đây, vững như bàn thạch, sừng sững như là ngọn Busan Cát, tưởng chừng như không thể nào sụp đổ. Nhưng mà lúc bình yên cũng chính là lúc nuôi mầm họa, trước báo tố nào trời cũng lặng lẽ im lìm. Cũng chính vì vậy mà ngay lúc này đây, giữa giang sơn riêng biệt bể thế nhưng hoang u lạnh lẽo, chỉ còn một mình Vừa A Bạc,
Một mình ông nằm lặng lẽ trên chiếc giường gỗ cẩm lai nằm xà cừ, chứng tích rõ ràng về một thời giàu sang phú quý. Trước đây khi còn là quan của cả châu cả huyện, sĩ ông có đến cả trăm người, chỉ cần phất nhẹ tay đã không thiếu gì kẻ hầu người hạ. Nhưng nay phải tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn tang tóc như là đất núi lở và dòng lũ. Ông cay đắng ê chề đến độ trào dâng cả nước mắt. Ba đứa con trai, người vợ, hàng loạt tùy tùng gia nhân chỉ vì sai lầm trí tử và lòng tham vô đáy của ông đều chẳng còn ai. Thảm kịch ghê sợ ấy vẫn luôn nắm mảnh ông chẳng kể ngày kể buổi. Nhiều khi ông chỉ mong mình chết đi để vơi bớt những chua xót trong lòng. Nhưng mà dường như số phận đã gắn lấy ông, bắt ông phải sống cho bằng hết. Sống đến khi nào hết hạn trong sổ Nam Tào để chịu đựng sự giày vò, giằng xé do tội lỗi của ông để lại. Nước mắt của ông là một lần nữa ứa ra, một khuôn mặt nhăn nheo gầy guộc, một làn da xanh xao tái mét dính chặt vào hộp sọ, cộng với những sợi ria mép trắng toát đâm lởm chởm, càng phụ họa cho mái đầu dính bết thành từng lọn, chứng tỏ sự bạc nhược hao gầy của một con người thất trí. Khóe miệng của ông méo sạch, hai bờ môi thâm tím như là miếng thịt trâu khô, khiến hai gò má bị xương xuống theo trọng lực, làm cho đôi mắt mờ đục của ông trông lại càng thê thảm như một kẻ điên dại không còn thuốc chữa. Trên chiếc giường cẩm lai dấu tích của những ngày tháng huy hoàng, ông vợ A Bàng dẫy lên đành đạch như một đứa trẻ con, chân đạp ầm ầm xuống mặt chiếu bê bết cứt đái và bốc mùi hôi tanh lượm rộng. Mười đầu ngón tay cáu bẩn cào lên mảnh chiếu nhảy nhụa và bẩn thỉu. Ông đã ở đây, đã nằm trên cái nhà tù không song sắt này, đã chứng kiến tất cả để rồi hóa điên, nhưng bất lực không thể chấm dứt chuỗi ngày khổ đau không lối thoát. Biến cố khởi sự vào chính cái ngày ông Bạc làm lễ cấp sắc cho thằng con trai út của ông vừa A Mâu. Đối với người Dao ở Hà Giang, ở Sán Trải, không có lễ hội nào quan trọng như lễ cấp sắc. Đàn ông dù già mà chưa qua được cấp sắc thì không thể thờ cúng tổ tiên, không được công nhận là con là cháu của bản vương, không được hầm chữ nôm Dao, không được người Dao coi trọng. Kẻ nào chết trẻ mà chưa được làm lễ cấp sắc, chưa được gắn tên âm, sẽ bị coi là điểm gở, không thể lên thiên đàng với tổ tiên và dòng họ. Những ai đã thủ lễ cấp sắc xong xuôi thì dĩ nhiên, ngược lại không chỉ chính thức được ghi nhận như một người trưởng thành, kẻ ấy còn được bản làng coi trọng, có thể tham gia phục vụ những dịp lễ quan trọng của bản của làng. Là con gà trống biết gáy to, là con hổ đực biết thời giao phối. Ngày hôm đó, nhà quan châu A Bảng thấp nập người qua kẻ lại. Trong nhà ngoài sân rộn rã tiếng cười tiếng nói, râm ran tiếng dao tiếng thớt. Thầy Mo ngồi trên cái khám đất ở giữa nhà, đội khăn đỏ trên đầu, vừa múa vừa gọi các vị thần linh tiên tổ về chứng giám, nhận người đàn ông này giờ đã thực sự trưởng thành, chấp nhận con trai út của quan châu, bây giờ đã có thể gánh vác cơ nghiệp của tổ tông dòng họ. Bên ngoài sân, gia nhân đầy tớ kẻ hầu người hạ khẩn trương chuẩn bị cỗ bàn thiết đãi thầy Mo, thiết đãi những bà con thân thuộc. Ngoài vườn, 10 con gà, 2 con lợn đã bị trói chân buộc cánh, cắt cổ hứng tiết chuẩn bị mổ bụng chờ làm thịt. Cả căn biệt phủ của phủ quan châu Sán Trải chìm trong không khí nhộn nhịp tươi vui. Sự nô nức kháo hức ấy thể hiện trên khuôn mặt của từng người, mong ngóng lễ cấp sắc cho con út của quan châu vừa A Bạc. Trong nhà quan châu cũng đang bận tiếp 4-5 người khác, toàn là thương nhân bạc vạn hoặc là quan phủ quan châu chức thước ngang hàng, chí ít thì cũng là thổ ti một cõi. Tất cả đều đang chúc tụng chia vui trước ngày trọng đại nhất của con trai ông Bạc. Mọi việc đều đang diễn ra hết sức bình thường. Thầy cả vừa gọi thằng Mâu ra giữa, quỳ xuống chuẩn bị làm lễ cúng thì một sự bất thường đột ngột xảy ra. Thằng Mâu năm nay đã lên 10, nghĩa là dù ít tuổi nó vẫn đủ thông minh, đủ hiểu để biết, để nghe những điều người lớn nói. Mâu ở trước cái ban thờ, nó quỳ trên hai đầu gối, khuôn mặt gục xuống đất, mái tóc hơi xõa qua vành tai, nhẹ rung lên theo từng nhịp thở đều đều nhưng rất ngắn. Ông thầy cả gọi mấy lần nhưng không thấy nó trả lời. Trong lòng thoáng dậy chút bất an. Nhìn đứa trẻ không chớp mắt xung quanh buổi lễ không khí vui vẻ nhộn nhịp vừa rồi, hình như là trùng xuống.
để thế chỗ cho những tiếng nói thì thầm lo ngại. Những đôi mắt biết an chết lặng vô hồn, chằm chằm nhìn vào cơ thể đang khẽ run lên nhẹ nhẹ. Trong cái ánh sáng mờ mịt của mấy ngọn đèn bão treo trên xà gỗ, hòa với ánh lửa vàng vọt bốc lên từ bếp củi, nổ lép bép như là những đợt pháo liên thanh. Màu vẫn ở đó với tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Đầu của thằng bé úp hẳn xuống nền đất, nhắn thín như mài, mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt, thấp thoáng sau những sợi tóc rối bù. Người ta trông thấy quai hàm của nó hình như đang mở, rồi lại khép vào mở ra, khép lại, cứ liên tục không ngừng, tạo thành những âm thanh chẹp chẹp vô cùng kỳ dị. Tiếng động đó lúc đầu đã có người nghĩ là tiếng cầu kinh của kẻ đang đợi làm lễ cấp sắc trao tên. Nhưng mà rồi đến lúc họ nhận ra đó chỉ là những âm thanh chẹp chẹp vô nghĩa, thì cũng là lúc người ta thấy đôi vai trần của thằng bé run lên. Thầy Mo cả lo lắng nhìn từng ánh mắt, từng khuôn mặt, rồi lại chuyển hướng trông xuống đôi vai gầy nhỏ bé đang run rẩy như một kẻ bị trúng kinh phong. Thằng bé bị làm sao thế này? Thầy Mo không biết, dân bản không hay, gia đình của ông Quan Châu cũng không thể hiểu được. Trong lúc cả gian nhà đều đang lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở hồi hộp cất lên đều đặn. Ông thầy cả cầm cây gậy pơ mu, thứ dụng cụ trừ tà đuổi quỷ, thế đồ nghề mười đời kiếm cơm thiên hạ ấy, khẽ chồng vào vai của thằng bé. Nó không động đậy. Không, nói đúng thì nó vẫn còn đang động đậy. Động đậy bằng những cái run bắn lên kinh sợ như một thế lực vô hình. Thầy Mo chưa nguôi nỗi tò mò, ông tiến lại gần hơn, lấy đầu gậy vén mớ tóc rối bù lòa xòa che mặt của thằng Mâu, rồi vừa làm vừa cất giọng ngập ngừng. Này, thằng Mâu, mày làm sao... Còn chưa kịp dứt lời, hơi thở còn chưa kịp bật ra, thì cả mấy chục người đứng trong gian nhà làm lễ cùng đồng thanh rú lên kinh sợ. Cả ông thầy Mo cũng hãi hùng bật ngửa người ra đằng sau, lồng ngực cứng lại như nghẹt thở, trái tim hồi hộp vừa rồi trong thoáng chốc cũng lặng đi, nhường chỗ cho những tiếng la hét thất thanh, tiếng chân người dầm dập bỏ đi tán loạn. Bởi vì ông vừa vén tóc của thằng Mo lên thì một cảnh tượng gây sợ đến điếng hồn đập ngay vào mắt. Cái quai hàm thằng Mâu từ nãy đến giờ không ngừng mở ra đóng vào, tạo nên những âm thanh chẹp chẹp kia, hóa ra chẳng phải là vô nghĩa. Nhưng cái quai hàm cử động, cái thanh âm quái dị kia không phải do thằng bé tạo ra. Người ta thấy từ trong mồm của nó thò ra một vật vừa dài vừa chân bóng, lại lốm đốm những mụn gai trắng đen vàng đỏ lẫn lộn xếp chồng lên nhau. Đó không phải là cái lưỡi của vừa A Mâu, đó là một cái đuôi. Đuôi của một con tắc kè rất lớn. Con vật bị đầu gậy của lão Mo vô tình chọc trúng thì lập tức thò đầu ra từ cái mồm há hốc đang nhớt đầy dĩu dãi của thằng bé. Cái đầu của con tắc kè nhọn hoắt không nhác mấy với lại cái đuôi, cống chi chít nổi lên đầy mụn xanh mụn đỏ. Nó hướng về phía thầy Mo, hướng về những khuôn mặt tái xanh thất thần của những kẻ đang tò mò quan sát. Rồi con vật há mồm thè ra một cái lưỡi đỏ au, tờ cứ hai ngón tay nhễu ra đầy máu. Đó dĩ nhiên không phải lưỡi của con tắc kè, đó là lưỡi của thằng bé con ngày hôm nay đang chuẩn bị lên đàn làm lễ cấp sắc theo tục lệ. Nói thì dài dòng nhưng mà sự việc diễn biến lại quá nhanh. Trong khoảnh khắc cả gian nhà của ông Quan Châu sán trải ầm ĩ những tiếng chu chéo chi hô, kẻ tò mò từ ngoài ào vào, người kinh sợ thì lại chạy ùa ra. Hàng trăm bước chân, hàng trăm tiếng hô hào van xin kêu cứu, mong thần núi thần rừng, bản vương thổ địa về đây cứu khổ cứu nạn. Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì xảy ra ngoài biến cố gây sợ vừa rồi. Thằng Mâu vẫn còn quỳ mọp giữa nhà, đầu cúi gục đít chồng lên trời. Đối diện đó lão thầy Mo cả cũng đang thất thần kinh sợ, bò bằng cả tứ chi chui toàn vào sau một cái cột. Con tắc kè nuốt lưỡi đứa trẻ con chẳng biết do vô tình hay cố ý. Nó đang trôi ra khỏi mớ tóc lòa xòa của thằng Mâu, rồi bị ai đó chạy ngang qua dẫm chết. Mùi lòng ruột, mùi thịt da bẩn thỉu cùng với lại mùi nhớt nhãi, máu me bốc lên khăn khẳn tanh hôi lượm giọng, bủa vây nồng nặc cả gian nhà. Trời đất ơi! Con làm sao thế này? Ông bàng tái mặt lao vào định bế con lên, nhưng đã có mấy người gia nhân thân tín trong nhà giữ lại. Họ sợ ông quá xúc động, lại sợ biết đâu có kẻ thừa dịp người đông hỗn độn hãm hại,
hạ đồng cả bố lẫn con. Vợ của ông Quan Châu thì cũng đứng tái mặt nhìn con không rõ còn sống hay đã chết, rồi bà cứ như vậy ngất lịm đi. Không một ai có thể tưởng tượng được rằng ngay trong cái ngày làm lễ cấp sắc linh đình, đổ hết mặt cả thổ ti Quan Châu quan huyện, có lính dõng, có thợ săn, có cả thầy mo bà then thầy pháp, mà lại xảy ra một biến cố gây sợ như vậy. Trong châu sán trải trong cả ngàn cả vạn những thị tộc của người Dao, có lẽ chưa bao giờ xảy ra chuyện có người chết đúng vào cái ngày cấp sắc. Bởi thế mà họ cho rằng đó là một cái điểm gì ghê gớm. Cả huyện, cả phủ, cả dải đất Hà Giang vốn dĩ bình yên, nay như là một nồi thắng cố đang sôi trên bếp lửa. Khổ thân thằng bé, chắc lại đi vào ma rừng, ma quỷ nó bắt mất cái hồn. Đáng đời nhà lão Bạc, đời cha ăn mặn đời con khát nước, làm nhiều điều ác quá mà chỉ khổ thân thằng bé, chết đúng vào cái ngày cấp sắc. Người ta ngày ngày không ngớt rót vào tai nhau những lời đồn đoán, những mẩu chuyện ly kỳ lạ lùng. Những thần rừng ma núi đã đến ám vào thằng mâu con của vị Quan Châu, làm cho nó tự cắn đứt lưỡi của mình ngay trong ngày cấp sắc, rồi lại nuốt con tắc kè để nó ngậm nhấm trong khoang miệng. Dân bản thì kinh sợ đến điếng hồn, không ai dám bén mảng trước cánh cổng đá của nhà Quan Châu vừa A Bạc. Họ hàng hang hốc của nhà ông Bạc lại còn khiếp hãi hơn. Người ta dán bùa ở cửa rắc thóc gạo ra sân, lập đủ các thứ bàn lễ khói hương nghi ngút, không ngừng vì sợ gia đình của mình sắp bị vạ lây. Nhà Quan Châu vừa A Bạc rối tung như là vướng phải đùn đũn đầy gai. Quan Châu quát nạt người làm, bắt đi tìm các thể mo cao tay ấn về chị ma rừng quỷ núi. Vợ của Quan Châu chết đứng chết ngồi khóc lóc khàn cổ bỏng hầu, hóa điên hóa dại trước cái chết bất thường của đứa con 10 tuổi. Anh em nội tộc ai nấy đáo loạn, ăn không ngon ngủ chẳng yên, lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, ngậm ngài vào rừng để tìm thầy tìm thuốc, ngó hầu triệt được con ma rừng như người ta đồn đại. Người dân ở châu sắn trải đa phần là người Dao, dĩ nhiên là cả gia đình ông Quan Châu vừa A Bạc cũng vậy. Đồng bào của nơi đây quan niệm, con người khi chết đi phải được tắm qua lửa rồi mới lên được nhà cửa trời, trở thành người mới ấm no vui thú ở một thế giới khác. Tục hỏa táng đã có từ lâu, đồng bào Dao nơi đây gọi là hỏa táng là siêu. Lễ tang ma của người Dao thường kéo dài đến 2-3 ngày, vì đồng bào còn chờ nhau làm lễ cúng bái cho vong linh của người chết. Nhưng mà một phần vì thằng Mâu chết lúc còn quá trẻ, một phần vì cái chết bất đắc kỳ tử của thằng bé mang đầy những ý niệm kinh hoàng gây sợ, chứ đừng lắm nỗi huyền bí ly kỳ, cho nên ai cũng sợ, cũng lo phải gấp rút đưa đi hỏa táng. Có quan tài bé tẹo chậm chậm đưa ra nghĩa địa, ở đó một đống gỗ chất cao quá đầu người đã được dựng nên, chuẩn bị đón nhận xác của thằng bé nằm trong biển lửa. Vì thầy mo của bạn lầm rầm khấn nguyện cầu xin vong linh của người chết sớm được lên cửa trời để về cùng với tổ tiên. Tiếng khóc giấm dứt của người thân vang lên giữa không gian, hòa cùng với lời tế lễ như là một khúc nhạc cầu hồn để ai oán. Khung cảnh nghĩa trang hoang lạnh lúc này càng thêm thảm sầu tăng tóc. Giữa lúc mà thầy mo đang khấn khứa, mẹ của Mâu từ đâu lao đến, ôm chặt lấy cố quan tài như là muốn níu lại trên dương thế đứa con trai vắn số của mình. Người thân hàng xóm láng giềng đều phải cố gắng làm mới lôi được bà ra, kèm theo những lời chia buồn nhằm xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của người mẹ. Tiếng gào khóc như là xé lòng khiến người có mặt đều rưng rưng thương cảm. Bà vẫn muốn ôm ghì lấy quan tài, mười đầu ngón tay đã ấn chặt gần bật máu. Tiếng thở của người đàn bà vang lên dưới chốn nghĩa trang hiu quạnh. Bà khóc ngất đi, tóc tai rối bù, đầu ngoẹo qua một bên, hai gò má đã thấm đẫm đìa nước mắt. Nhìn cảnh tượng thê lương tăng tóc, một người thổ ti chậm chậm tiến lại bên ông Bạc, khuyên ông nên làm lễ cho nhanh, vì cứ để thế này ai cũng xót xa đau đớn. Ông Quan Châu cố giữ nét bình tĩnh trước cơn sóng lòng, lặng lẽ gật đầu gạt nước mắt ra hiệu cho mấy gã thanh niên, cùng nhau khiêng cố quan tài đặt lên đống củi. Ông Bạc đau lòng lắm, chậm chậm bước đến, tay của ông cầm đúc pơ mu tẩm dầu đang cháy rừng rực. Ngọn lửa đỏ hồng tỏa sức nóng lên khuôn mặt nhăn nheo, sầu thảm của ông. Nhà của ông dầu nứt đố đổ vách, trâu dê bò ngựa thóc gạo lúc nào cũng đầy chật cả kho.
Nhưng hai đứa con trước của ông đều khó nuôi, khó bảo. Bao nhiêu hy vọng đều đặt cả vào thằng con út. Nhưng mà những tưởng thời sẽ rụng lòng thương khi mà đứa trẻ một vẻ thông minh lanh lợi. Nhưng những nỗi bất hạnh bất ngờ ập đến như là một cái chài rộng phủ trùm gia đình của ông đúng trong cái ngày trọng đại, quan trọng nhất của một đời người đàn ông giao. Niềm hy vọng duy nhất thành một cái xác không hồn. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng lúc con tắc kè ngậm lưỡi của Mâu chui ra từ khoang miệng, hai ông bà bạc đều thất kinh thần hồn, mười phần còn ba bốn. Giờ đây ông lại một lần nữa chịu đựng nỗi thống khổ dày vò trong giây phút người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một tay đưa lên gạt đi nước mắt, tay còn lại ông quăng bó đuốc đang cháy đượm vào đống củi. Cây đuốc như là gặp nước bỗng chốc bùng lên rồi tắt ngấm. Ông quan trầu không tin vào mắt của mình, đứng lặng người ngơ ngác. Mọi người xung quanh cũng như ông, không ngờ được chuyện vừa xảy ra. Một anh thanh niên nhanh trí chạy đến nhặt được cây đuốc lên định mồi lại lửa. Thế nhưng mà ngọn đuốc vừa lấy ra khỏi đống củi đã lại bùng lên cháy phần phật. Một vài người hàng xóm đứng gần sững sờ đến kinh ngạc. Anh thanh niên nọ cũng thất thần nhìn ông, chậm lại hồi lâu rồi trao lại cho ông quan trâu cây đuốc. Ông bạn nuốt nước bọt, trong lòng thoáng có chút lo âu. Ông ném nhanh mồi lửa bị gió tạt hay sao? Ông không biết, nhưng mà lần này ông không ném vào đống củi mà từ từ dí ngọn đuốc vào chỗ rơm đất tẩm dầu hôi. Cái mồi lửa tưởng chừng như là dễ cháy ấy, một lần nữa lại tắt lịm. Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên giữa không gian nghĩa địa quạnh hiu tĩnh mịch. Con trai của ông chưa sẵn sàng lìa xa nhân thế, vẫn còn lưu luyến trốn gian trần. Hoặc là ở đâu đó giữa đại ngàn pu săn khắt này, ngay giữa chốn hoang sơn dã lĩnh từ khí ngập trời, đang có một con ma rừng, một loài quỷ núi bày trò chiêu gạo, không để cho ông tiễn đưa đứa con vắn số đến được cửa gì. Ở phía sau, bà bạc đất tỉnh lại từ lúc nào, nhìn cảnh tượng trước mắt bà lại khóc òa lên vì thương con. Trong tiếng nấc nghẹn ngào ai oán xen lẫn nỗi lo sợ khôn nguôi. Trời cao đất dày ơi, sao lại đến nồng nỗi này? Ôi các ông các bà, con tôi chưa muốn chết. Những người hàng xóm lại phải giữ chặt lấy bà, không để cho bà lao đầu vào đống củi. Ông thầy Mo nhìn hiện tượng kỳ quái diễn ra trước mặt, miệng lẩm bẩm những lời cầu khấn, mong vong linh của người quá cố sớm hiểu thấu mệnh trời, mau mau từ bỏ những khổ ải nơi trần thế để mà quay về với tổ tiên. Nhưng mà trong sâu thẳm, đoạn ký ức kinh hoàng hôm ông làm lễ cấp xác cho thằng bé lại hiện về, khiến cho ông không rét mà toàn thân run lên bần bật. Linh cảm của một kẻ mười đời khoác áo thầy Mo lờ mờ cho ông thấy đằng sau cái chết của Mâu vẫn còn rất nhiều điều uẩn khúc. Nhưng giữa cái lúc mọi sự đang như là nổi thắng cố sôi ủng ục này, ông không dám nói ra, chỉ cố gắng làm tròn bổn phận. Thế Mo đang từ từ bước đến chỗ của ông bạc. Thầy ông cầm đuốc châm vào trong đống củi. Ngọn lửa gặp dầu chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên phần phật, khói bốc lên mù mịt vì đống gỗ có lẫn củi tươi. Thế Mo lùi cả lại phía sau, ông bạc cũng lùi thùi bước theo. Đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn, gió từ đâu kéo về ủi thào thào. Để ngọn lửa bùng lên cao rồi nổi lắp bép như là những tràng pháo liên thanh. Nhưng khi lan đến cố quan tài của người chết, ánh lửa đỏ hồng chợt chuyển hẳn sang sắc xanh ma quái. Cả khu đất thánh mênh mông bỗng dưng ngay tiếng khóc. Mọi người chết lặng bần thần nhìn vào đống củi đang phát ra thứ ánh sáng xanh leo lét, lạnh lẽo đến kinh hoàng. Vì thế Mo của bàn trước lùi lại phía sau, tay của ông run run xòe ra một cỗ đạo bùa rồi ném vào trong đống lửa. Từng tờ giấy đỏ vàng chi chít, những nét vẽ nguệch ngoạc không ai hiểu nổi rơi vào đống củi. Bùa chưa cháy hết, thầy Mo bỗng giật mình kinh hãi, quay sang nhìn ông quan trâu bằng một cặp mắt lạc thần lo sợ. Thầy Mo vừa nghe có tiếng thằn khóc ải oán phát ra từ cỗ quan tài đang chìm trong biển lửa. Tiếng khóc nỉ non thảm thiết như có kẻ đang bị thiêu sống, lại pha lẫn những tiếng kêu rìn rít đến rợn người, như là tiếng móng tay người cào cấu trên sàn gỗ, cứ từ từ lớn dần và rõ dần. Thầy Mo run lên cầm gập, ông bạc quay lại đôi tay níu lấy vai áo của thầy Mo, hỏi bằng một giọng có pha lẫn nước mắt. Thầy làm sao vậy? Thầy Mo cặt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt của ông quan trâu, quân đức còn trải vấn số,
Thầy lẩm bẩm nói mãi không thành tiếng. Ông có nghe gì không? Con trai của ông nó còn sống sao đó? Tôi có nghe thấy gì đâu. Ông kỹ đi, có tiếng người đập vào áo quan. Ông bạn còn đang bần thần há hốc mồm nhìn vào đống lửa thì như một phản ứng dây chuyền, ba bốn người nữa đứng gần chỗ hỏa thiêu công cất giọng kinh ngạc mà thốt lên: Trời đất ơi bà con ơi, thằng Mâu hình như là nó chưa chết. Có tiếng trẻ con kia kìa. Cả đám người đang than khóc bỗng nhiên im bặt. Bà bằng xót con cũng phải nghiến chặt răng, mắt trừng trừng nhìn xoáy vào đống lửa. Ông bà thương con vùng lên định lao vào đống lửa, nhưng có người hàng xóm tốt bụng đã kịp thời ngăn lại. Một vài thanh niên, một vài người làng giềng tốt bụng chạy đi để lấy nước. Có kẻ nhanh trí bảo dạn rút bứt củi trong ra ngoài. Ông Quan Châu bị đám đông giữ lại không còn vùng vẫy được, nhưng vẫn giơ cánh tay ra trước như là góp sức dân bản để cứu đứa con trai bậc mệnh. Mặt của ông tái phạch đi, đôi mắt đã ngập nước, ông lão gào lên thảm thiết: Mâu ơi, con còn sống đi hả? Các ông các bà ơi, con tôi chưa chết, con tôi còn sống. Nhưng không kịp, đám cháy gầm gió bốc lên phần phật không làm sao cản nổi. Nước đổ vào lửa như là muối đổ xuống sông. Người ta hò hét ý ới gọi nhau, chài trắng trong châu gần như là đổ cả ra nghĩa địa. Nhưng mà vẫn không thể nào dập tắt được đám hỏa thiêu. Không ai hiểu nổi trong đám lửa kia chỉ có vỏn vẹn một cái áo quan bé tí, dằm gốc cây to và mấy bó giả tầm dầu hôi, mà làm sao lại có thể cháy lâu cháy bền được như vậy. Mãi cho đến khi mấy thanh niên trai trắng trong bản gần như kiệt sức, lớp gỗ của quan tài đã hóa thành than, bở ra rụng xuống để lộ ra cái xác cò quắp cháy đen trong tư thế hai tay hai chân cò quắp, mười móng tay xòe ra cào cấu trên đầu, thì đám lửa tự nhiên vụt tắt. Ông bà Quan Châu sán trải đã nhầm, thầy Mo đã nhầm, dân bản họ hàng làng xóm đều đã nhầm. Vừa A Mâu chưa chết, nó bị chính bố mẹ, chính người trong bản thiêu sống. Những sự quái dị diễn ra thường xoay quanh hai lần cái chết của con trai ông Quan Châu khiến cho cả sán trại rùng mình kinh sợ. Cái mặc cảm giết chết con khiến cho ông bạc nhiên là hổ bị thương, điên cuồng tìm cách an ủi vong linh đứa con xấu số và tự trấn an, tự huyễn hoặc rằng mình không phải đã là kẻ gây ra tội nghiệt. Bởi vậy mà khi vị Quan Châu nổi tiếng tàn bạo ấy đã lôi ông thầy Mo ra giữ chợ chém đầu. Mặc dù lão thầy Mo tội nghiệp đã 5 lần 7 lượt kêu oan, lôi cả thần bản vương ra thể thốt rằng mình không liên quan đến cái chết của con trai ông bạc, nhưng mà mọi việc đã quá muộn, phải có một kẻ nào đó phải chết theo con ông để ông bạc bớt đi mà cảm giết con, để an ủi vong linh của con ông nơi cửa trời có thể về bên tổ tiên. Sau cái chết của đứa con út, sau vụ chặt đầu lão thầy Mo, dân trong bản châu không còn dám nhắc đến thảm kịch kinh hoàng ấy. Họ sợ mình cũng sẽ bị vạ lây, sợ mình cũng đầu lìa khỏi cổ như lão thầy Mo xấu số. Ở cái chốn giết người cướp của không biết kêu ai, thế quyền và thần quyền đều nằm trong tay của ông quan thổ thì tốt nhất đừng vạ miệng, không sớm muộn gì thần khẩu cũng sẽ diệt thân. Đầu của ông thầy Mo vẫn còn treo giữ chợ như là tấm gương mồn một cho kẻ nào dám động vào cái uy quyền của quan châu sán trại. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người trong bản, không phải cứ im im không nhắc đến là thời gian sẽ vỗ yên mọi chuyện. Ông bằng có tất cả 3 đứa con trai. Vừa A Mấu là một thằng con út năm nay mới lên 10 và đã theo chân tổ tiên về cửa trời. 2 thằng con trai, một thằng là vừa A Dính, con trai cả của ông bạc, năm nay đã gần 30, nhưng không vợ không con. Suốt ngày lang thang theo đám thanh niên vô công rồi nghề, sống bám vào vợ chồng ông như là con đỉa bám ở Háng Châu. Chỉ khi nào hết tiền hết thuốc phiện thì Dính mới về nhà. Sau Dính là vừa A Trang, Trang kém anh trai của mình 3 tuổi nhưng hắn hận anh trai, hận luôn cả bố mẹ vì đã bất công chia cho Dính tài sản, ruộng nương châu bò nhiều hơn mình. Bởi thế mà cách đây chừng 3-4 năm, Trang đã lén trộm tiền của ông bạc trốn đi nơi khác làm ăn. Ông bạc là quan châu sán trại và ngọc tiền bạc của ông ních đầy kho, mất đi một khoản nhỏ không đáng làm cho ông bực dọc. Nhất lại là do thằng con của ông nó lấy. Suy cho cùng thì con trâu con lợn không vượt qua được tỉnh Pu San Cát. Của cải vẫn là của nhà ông, lọt sàng xuống nia không đi đâu mà thiệt.
Nhưng mà đứa con thứ của ông biết là có khúc mắc với gia đình, biết là bất hòa với anh cả. Nhưng ở đâu cũng vậy, nghĩa tử là cái nghĩa tận. Thế mà cái đám ma của đứa con út, thằng Trang không có mặt thì ông bà căm lắm. Ông căm vì ông bị thổ ti trong vùng Quan Châu Quan Huyện âm thầm phỉ nhổ sau lưng vì không biết dạy con. Chẳng không đến đưa mà em ruột không khác gì ném khất vào gia phả của họ Vừ. Không khác gì là bôi cho chát chấu, dẫn con rắn vào nhà, dẫn con voi lên giày mà tổ. Ông hỏi Dính nhưng mà hắn chẳng biết gì. Nhưng mà dù sao thì Dính vẫn có mặt đưa ma em ruột. Dù rằng sau đó hắn lại chúi đầu vào bàn đèn thuốc phiện, sẽ ngất ngưởng quên hết cả trời đất. Ông bằng đã định sẽ cho người đến tìm đứa con trai thứ ngay trong khi làm đám. Nhưng vì những biến cố trong lúc hỏa thiêu, rồi sau đó thì dân làng bàn ra tán vào nhiều quá, ông bằng lại phải mở công đường, xử tội thằng thầy mo để tự trấn an bản thân và dư luận, cho đến mất thêm cả 2 tuần ông mới sực nhớ ra chuyện của thằng Trang. Và lần này thì không muốn người ngoài biết được sự thối nát trong nội bộ gia đình, ông đích thân một mình một ngựa, ngừng con đường dốc lên quả đồi ở một bản nậm kha, nơi mà vừa A Trang đang trồng thuốc viện để hỏi tội. Nương chồng anh túc của Trang nằm trên một quả đồi con của bà Nậm Kha. Trước đây vì có mâu thuẫn với anh trai và ông bạc, cho nên Trang đã lén lấy trộm tiền bạc của ông rồi bỏ sang đây, dùng số tiền đó tự gây dựng thu hút đám thanh niên trong bản để hợp thành một nhóm thổ phỉ, quân số chưa đến 100 người. Nhóm phỉ của Trang không tập trung cướp bóc hãm hiếp như những kẻ đồng nghề, chống lấy đất của dân bản trồng thuốc viện, dùng thế lực của ông bạc, dùng cái tiếng tăm của ông để bắt dân Nậm Kha nhổ ngô, nhổ sắn lấy đất đó để gieo hạt anh túc. Rồi lại 1 năm 2 lượt chúng nộp tô nộp thuế cho ông. Bởi vậy mà dù không hài lòng với thái độ của thằng con thứ, nhưng ông bằng vẫn chấp nhận để cho Trang đi sang bản khác như một cách ông vươn vòi bạch tuộc, tạo thế lực hùng hậu cho những dự tính sau này. Đàn em tay chân của Trang đóng quân dưới một chân đồi, còn hắn thì ngủ trong một dinh cư trên đỉnh. Ông bằng dĩ nhiên đã quá quen với nơi này, vì không ít lần ông sang đây xem con trai quản lý công việc. Nhưng mà lần này thì vừa đến nơi ông đã sững người chết lặng, bởi từ dưới chân đồi những liều lán trước đây là nơi chứa phỉ bây giờ tan hoang không một bóng người. Cả nương anh túc đều rũ xuống. Nhờ thuốc phiện dì ra từ những quả tròn nhưng mà ủm thối, chảy xuống thấm vào trong đất bốc lên một mùi tanh thối dị, dường như là mùi động vật chết trương. Ông bạc lắc đầu bịt mũi ra roi thúc ngựa phi nhanh vì linh cảm chuyện chẳng lành. Đám phỉ của con trai ông cầm đầu đã đi đâu cả rồi, chúng bị đánh lén hay sao? Không phải vì đánh phỉ chắc chắn không để lại cả đội hoa anh túc chết rũ phí phạm như thế kia. Ba đội lực chủ của Việt Minh đánh vào sổ huyệt hay sao? Lại càng không, nếu là bộ đội Việt Minh thì đồi hoa thuốc viện chắc chắn sẽ cháy rồi không còn cả gốc. Vậy thì vì sao mà mảnh đất này lại trở nên tiêu điều hoang lạnh đến như vậy? Ông bà càng nghĩ càng thấy lo, càng ra roi đầm vun vút vào mông ngựa ép con vật phi nước đại, ngược lên chiều dốc đứng. Mồ hôi ngựa vì mệt mà bốc ra hòa với những giọt mồ hôi lạnh toát vì lo sợ của ông quan châu sán trải tòng tong nhỏ trên nền đất. Tư dinh của con trai ông không có một bóng người, dưới sân nhà rộng thênh thang giặt một màu lá khô cỏ úa, không có máu không có xác chết chất chồng, trong lòng của ông cũng vơi đi phần nào nỗi sợ. Nhưng mà càng bước vào trong thì ông lại càng tỏ ra khó chịu, có một thứ mùi nào đó đang quanh quẩn ở đây, thứ mùi tanh tưởi khăn khẳng và càng lúc càng nồng nặc. Tư dinh của con trai ông không xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của người sao. Vừa A Trang đã thuê hẳn một ông kiến trúc sư da trắng về đây để dựng nên một cái pháo đài thu nhỏ tọa lạc ngay giữa đỉnh đồi này để mà thể hiện thế lực và khát vọng làm vua một cõi. Tự dinh rất rộng, có 3 tầng, 2 vòng tường bao bên ngoài và 4 chòi canh dựng bằng đá tảng vô cùng kiên cố. Kho lương thóc gạo muối lúc nào cũng đủ cho ngót 100 miệng phỉ và đám người hầu. Nếu bảo bị tấn công thì Hòa Trang là máy bay Pháp thả bom mới có thể đánh tan được đám quân của Trang. Thế nhưng mà con của ông đâu rồi? Ông bạc vừa đi vừa gọi. Trang, mày ở đâu? Thằng này như là con nhím con chuột thế nhỉ? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng của chính ông đầm vào tường đá rồi lại.
Ông cố dằn lòng tiến sâu vào trong căn nhà chính, vừa đi tay vừa xua xua mùi khắm khú. Có mùi quái gì mà kinh thế này không biết. Ông tự hỏi vừa lắc đầu bịt mũi. Đây không phải là mùi người chết chứ. Một lần nữa ông lại độc thoại như là tự cố trấn an bản thân của mình. Đúng vậy, đây không phải là mùi xác thối. Nó giống như là mùi thuốc phiện bị ngâm trong nước, rễ cây bị úm, nhựa bị phân hoại mà ra. Nhưng muốn thứ mùi ghê gớm ấy có thể bùa vây được cả căn nhà thì phải cần rất nhiều thuốc phiện. Ông bạn tò mò cố lần theo thứ mùi kinh dị, lần bước qua mấy chục bậc cầu thang rồi dừng lại trước một căn phòng cửa không khóa chỉ khép hở. Đây là một gian phòng tắm. Trong chiếc bồn tắm cỡ lớn hiện ra trước mặt của ông bạc, thứ chất lỏng đặc quánh đen xì đang tràn ra bên ngoài miệng bồn, chảy linh láng xuống nền nhà tắm. Thứ mùi ghê sợ này từ đâu mà ra? Ông bạc lấy tay che miệng cố nén sự tởm lợm đang cuộn trào từ trong dạ dày để chui lên cuống họng trước lúc ọc ra ngoài. Trong đống dung dịch bầy nhầy đen đặc trồi lên một cánh tay thu sần, một làn da đã đổi hẳn sang màu xanh sao xám xịt, tương phản hoàn toàn với màu đen thẫm. Trên cánh tay đó có một chiếc nhẫn bằng bạc thiết chặt vào ngón tay cái đã trương lên. Đó là nhẫn của con trai ông, chiếc nhẫn của gia tộc mà thằng Trang đã từng ăn cắp. Bàng hoàng trước cảnh tượng bất ngờ, ông bần thần chết lặng rồi vội vàng lao vào tóm lấy bàn tay, định lôi đứa con của ông ra ngoài bồn tắm ngâm đầy quả thuốc phiện. Nhưng mà khi tay của ông vừa chạm vào cánh tay trương phình ấy thì bất thình lình bàn tay ướt nhẹp và tím tái kia bóp chặt lấy tay của ông. Dùng chính lao lực của ông kéo ông cắm đầu xuống bồn dung dịch đen xì đầy tanh tưởi. Nó thì chậm mà diễn ra lại quá nhanh. Màn vừa ngập trong dòng nước, trước mắt của ông lại hiện ra một khuôn mặt khác trắng toát và nhợt nhạt như những viên đá lát dưới nền nhà. Đó là con trai của ông. Một đôi mắt đã chuyển sang màu xám xịt, chừng chừng nhìn xoáy vào ông vô hồn nhưng đầy đe dọa. Ông bà há hốc mồm vì thương vừa sợ, không kiềm chế được mà thốt lên: "Con ơi!" Ông vừa nói thì thứ nước đen xì tanh tối đã chui vào khoang mũi khoang mồm khiến cho ông bị sặc. Nhưng chính lúc ấy, khi mà ông đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh cửa ma quái của đứa con trai, thì cũng là khi mà ông thấy cái xác của con mình nhếch mép mỉm cười, hét vào mặt của ông bằng một giọng bị chấn nước, tuy xa nhưng gần vang lên đầy quỷ dị: Cả nhà mày sẽ tuyệt tự tuyệt tôn." Ông bằng cả kinh vận sức cuống cuồng giãy đạp. Cái bồn tắm làm bằng đồng tuy rất nặng nhưng bốn chân không được đóng chặt xuống nền nhà. Sau mấy lần ông rằng co đạp lui đạp tới đã bắt đầu di chuyển. Thế có đà một tay của ông níu vật thành bể, hai chân tạo thế, cố hết hơi lật úp cái bồn. Nước trong bồn tung tóe nhồm áo chàm ông đổi hẳn sang màu đen kịt, tanh hôi không thể nào tả xiết. Nền nhà càng trơn, chân bồn nước lại càng yếu, thành ra chỉ một lúc cả cái bồn nước đã lật nghiêng. Bao nhiêu dung dịch ngâm thuốc phiện và thịt người chết đều đổ hết xuống nền nhà. Ông bạc nằm ngửa bị xác con trai trưng phình đè xuống một lần nữa gần như tắt thở. Mãi một lúc lâu sau ông mới lồm cồm chui được ra ngoài. Rồi cứ như vậy ông quan châu hốt hoảng đi gọi thổ ti chức dịch điều tra cái chết bí ẩn của đứa con trai. Thế nhưng mà các chức dịch trong vùng, các thổ ti quanh nó, thậm chí cả những tay đầu lĩnh thổ vị mà quan châu quen biết cũng chẳng thể tìm ra được nguyên cứ vì sao thằng Trang lại chết thối trong cái bồn tắm của chính mình. Ông bằng căm lắm đập bàn mà quát: "Chúng mày đúng là lũ ăn hại, là cục đất giữa sông. Thế chúng mày đã tìm được thằng nào thuộc hạ của con tao chưa?" Mấy gã thổ ti tái mặt nhìn nhau, ánh mắt chúng toát lên một vẻ chần chừ. Mười phần thì bảy phần sợ hãi. Mãi một lúc mới có kẻ trong bọn lên tiếng đáp lại quan châu: "Dạ bẩm bẩm quan châu." "Mày nói nhanh lên, thưa bẩm gì lắm thế?" "Dạ bẩm quan châu là chúng tôi tìm được rồi ạ." "Chúng mày tìm thấy thằng nào, lôi cổ nó lên đây để tao hỏi chuyện." "Dạ dạ không lôi được nó lên đây đâu ạ." "Mẹ tổ tiên cha chúng mày chứ, chúng mày định làm phản hả? Làm phản cả rồi phải không?" "Dạ dạ không, không phải bẩm ông, chúng nó chết cả rồi, chết cả rồi." Quan châu sáng trải bấy giờ mới vỡ lẽ, hai tay đang siết chặt thành nắm đấm bây giờ bất ngờ buông thõng. Đôi mắt vừa lúc trước còn toát lên một cái sát khí kinh thiên,
Trong một khoảng khắc trùng xuống, hai đồng tử giãn to vì kinh ngạc không hiểu nổi những gì gã thổ ti đang nói. Chết cả rồi. Mày bảo là chúng nó chết cả rồi. Thế ai giết chúng nó? Ai giết con tao? Tôi không biết. Chúng tôi thấy bọn nó bị chôn dưới đất. Chôn chỗ nào? Dạ, bẩm quan châu, chúng nó bị chôn ngay giữa mừng thuốc phiện, cách nhà của cậu nhị có con nửa quãng dao thôi. Ông quan châu bầm bầm ngồi phịch xuống chiếc ghế ở sau lưng, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm tối sẫm. Chỉ lâu lâu mới lóe lên một vài tia sáng mong manh yếu ớt của những ngôi sao xa. Trời vừa nhìn vừa không nhìn xuống nhà ông Châu, như thể nơi đây đã từ lâu bị trời từ bỏ. Sự sợ hãi hoang mang như là một tấm lưới khổng lồ phủ lên đầu, lên cổ, lên tâm trí của hai chục gã đàn ông, cả lính lẫn quan đang tề tiểu đông đủ giữa nhà của quan Châu sán trải. Phù hòa bằng tiếng khóc nức nở nỉ non của người vợ quan Châu, như là tiếng cầu hồn, như là tiếng thầy cúng bói ma kỳ dị và khó hiểu. Cả không gian như biến thành một màng bè tre, trôi ngược dòng sông cuồn cuộn sóng, cứ chồng chành trao đảo làm bao nhiêu kẻ trên bè đều phải tái mặt thất kinh. Cảm tưởng như là cái chết đang trần vườn ngay trước mắt, cảm tưởng như là thần núi, thần sông, thần rừng, thần suối đã bỏ quên mất vùng đất này, không còn phù hộ, không còn trở che, để cho lũ ma quỷ tha hồ tác quái. Người ta không tìm được nguyên nhân gây ra hàng loạt cái chết của con quan Châu, của lũ thổ phỉ dưới tay của Trang. Mấy tay lính lệ cùng lũ chó săn sau khi đi sâu vào nương thuốc viện của Trang đã không thấy một khu vực bị đào xới lung tung, đất cát bắn văng ra cả vài chục thước. Từ giữa khu đất đấy, mùi thối khắm, mùi xác chết trộn với mùi thuốc viện ngai ngai bốc lên nồng nặc theo một làn gió chướng, khiến cho lũ chó săn lẫn những tên lính lệ đều chùn chân dựng bước, nhốn ra như là một con chi chi, như là cục đất ném xuống lòng sông cho nước lớn ùn ùn xô vỡ. Nhưng mà chúng đã bị sự tò mò thôi thúc, sự cấp bách phải điều tra, sự uy nghiêm và tàn bạo của lão quan Châu chán xài, thì đang chờ đợi chúng, ép chúng phải tiến lên. Đã có kẻ gặp người bịt mồm nôn mửa, người cứng cỏi hơn cũng phải tái mặt hãi hùng, vì ở giữa khoảnh đất này là một hố chôn tập thể. Xác người chết không được lấp đất cho tử tế, chỗ thò cái chân, nơi lộ cái đầu, đất cát chỉ vùi tạm qua loa, thể hiện hoàn toàn cảnh tượng hãi hùng ghê tởm. Đám lính gióng lôi lên từ dưới hố trọn vẹn mấy chục thi hài, có kẻ co quắp, có kẻ duỗi thẳng tay chân, nhưng tất cả những kẻ vùi thê hóa kiếp nơi này đều mang trên mặt một dung nhan quái dị, thể hiện một nỗi kinh hoàng vẹn nguyên in hẳn sau khi chết. Chúng đều bị chém, bị giết dã man, nhưng mà hình như không có tên nào có dấu hiệu phản kháng lại cái thế lực bí hiểm và ghê sợ đó. Ai giết chúng? Trời biết, đất biết, người chết chắc chắn cũng biết. Nhưng mà lính gióng thổ ti chức dịch trong vùng thì không ai biết, và dĩ nhiên là kẻ mù mờ nhất lúc này chính là quan Châu sán trải. Nhưng mà lờ mờ trong trí óc của ông Bạc dường như là đang vẽ ra những ý tưởng trọn vẹn rõ ràng, những ý niệm mà chính ông cũng không muốn biến thành sự thật. Sau cái chết của hai người con, hồn của bà Bạc như thể theo bước các con sang đến cửa trời trở hóa kiếp, để lại xác của bà còn ở lại dương gian vật vờ thư thần lúc tỉnh lúc mê. Người ta tưởng bà Bạc cũng bị con ma rừng bắt mất hồn, họ khuyên quan Châu nên mời thầy Mo về làm lễ. Cái án chém đầu thầy Mo khiến cho nhiều người chưa nguôi ngoai, nhưng mà điều đó cũng khiến đại đa số những thầy Mo bà then trong bản trong Châu lại càng kiêng nể ông Bạc thêm vài phần. Ông chưa có lời nhờ thì thôi, nhưng mà khi ông đã gật đầu thì thầy Mo quanh Châu sán trải này đều xếp hàng nườm nượp chờ nhận lệnh. 16 thầy Mo hù hét đêm ngày lập đàn cầu siêu suốt mấy hôm. 16 thầy Mo bới tung xem nát cả sổ Nam Tào tìm hồn của bà Bạc. 16 thầy cúng vò đầu bứt tóc, không ai biết hồn của bà ở đâu gọi về để nhập xác. Những kẻ đầu óc mổ đi vì mê tín và thuốc phiện, lột chuồng kẻ điên, nghĩ rằng bà Bạc bị ma rừng bắt vía cho nên lôi bà ra cột giữ nhà, trói gô lại như là bó giỏ, cả người chẳng chịt nằn lên những đoạn dây thừng, da thịt đỏ au như là miếng thịt lợn nhúng vào chảo dầu sôi, lông lá mọc dài, tóc tai rũ rượi, dính bết lại vì mồ hôi và nước mắt. Bà Bạc rú lên nói không thành tiếng người mà lại thành tiếng ma tiếng quỷ. Bà bị trói vào cây cột giữ nhà rồi kinh như vậy, 16 thể mo dùng roi mây mà đánh.
Những tiếng sợi mây vun vút như là những con rắn độc quất lên da thịt của người đàn bà khốn nạn, như những cú đòn thù mà người ta trút lên con ma rừng quỷ núi. Con ma rừng chẳng biết là có thật hay đã chạy đi hay không, chỉ thấy tiếng hét của bà càng lúc càng nhỏ dần, yếu dần từ những tiếng than thở thảm thiết đinh tai đổi sang những âm thanh van xin não nề để ai oán, ừ rên lên những chẳng ai nghe thấu. Lúc gỡ bà khỏi cột nhà thì mắt của bà vẫn mở trừng trừng như đã lạc thần, người mềm ra như là sợi bún. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết ấy thì dân bản bỗng không ai nghe thấy bà bạc ở đâu. Họ cứ nghĩ rằng quan châu sán trải đã mang vợ về xuôi để chữa bệnh, hoặc là gửi cho ở nhà một thầy mo nào để đuổi con ma rừng ra khỏi xác. Nhưng mà không phải, thật ra thì bà cũng chẳng hề đi đâu. Để tránh miệng lưỡi của thế gian đàm tiếu, để tránh mình bị mang tiếng ác ăn ở thất đức, cho nên vợ con cũng bị vạ lây. Ông bạn đã nhốt vợ trong căn nhà kho tối tăm, mỗi ngày người ta chỉ cho bà ăn bằng cái lỗ nhỏ khoét dưới cánh cửa. Bà bằng bị xích chân như là một con chó bị người chủ cầm tù. Thân phận của người đàn bà như là mảnh bùi nhùi vùi trong giò bếp của nhà chồng. Tất cả ái ố hỉ nộ đều dựa đến cả nhà chồng. Giò bếp mà ấm thì bùi nhùi mới ấm, giò bếp mà lạnh thì bùi nhùi cũng lạnh. Nhà chồng cho sướng thì được sướng, bắt khổ không được kêu ca. Nhưng có lẽ lúc ấy ông Châu làm chồng, buộc chân mình vào cái bếp của nhà chồng. Chẳng ai có thể nghĩ số phận của bà bạc lại có lúc lâm vào cảnh tượng đau đớn như vậy. Bà bạc hóa điên, bỏ ăn bỏ uống, cơ thể của bà chết dần chết mòn, gầy rộc đi chỉ còn lớp da tái mét. Hai hố mắt chúng sâu thâm quầng vì thiếu ngủ. Chúng chỉ còn là hai hình bầu dục vẽ bằng vành thịt trơ đỏ, lầy nhầy và bê bết. Lúc nào cũng ứa ra một dòng nước vàng, và ở giữa thì lờ đờ hai hột nhãn. Thứ hột nhãn đã từng là hai con ngươi sáng rõ, nhưng mà nay đã đổi thành một màu vàng ệch vì khốn khổ. Miệng của bà rô ra như là mõm khỉ, hai hàm răng to tướng lúc nào cũng cầm cập va vào nhau, nhưng chẳng phải để nhai mà là để khóc. Gò má của bà bây giờ đã nhô hẳn lên cao, tưởng chừng như là sắp chọc thủng luôn da mặt, lúc nào cũng bóng lên vì dầu và vì nước mắt. Bà giằng xích để thoát ra nhưng không thể. Cái thân thể của bà càng ngày càng sơ xác, càng ngày càng gầy yếu. Những vết thương vì bị roi mây cào rách không được chăm sóc đúng mực đã trở thành một chốn vui chơi cho con giỏi bỏ, ruồi muỗi. Chúng đậu lên những vết thương khi bà ngủ, đẻ trứng vào và đợi cho lũ giỏi lớn lên, gặm nhấm từng mảng thịt. Một ngày nọ, con đầy tớ thường mang cơm cho bà chủ không nghe thấy tiếng xích sắt vang lên loang xoảng mới sinh nghi. Thò cổ vào kiểm tra quan sát. Bà bạc không dễ dụa vùng vẫy, không đòi thoát ra khỏi cái xích nặng nề níu giữ thể xác. Bà buộc một đoạn xích vào cổ của mình rồi dùng chính cái chân kia giằng mạnh. Cái chết của bà chỉ có người trong nhà của ông bạc là biết rõ. Không một giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt của người đàn ông gia trưởng. Ông ra nghiêm lệnh cho người nhà phải bí mật chôn xác của bà ở góc vườn cùng với một đoạn xích oan nghiệt. Còn cái nhà kho thì tạm thời khóa lại, và ông cũng sẽ khóa luôn những cái mồm không kín đáo nếu chúng định hé răng nói động một lời. Kẻ duy nhất có vẻ rừng rưng trước những thảm kịch kia là thằng cả nhà ông bạc, vừa A Dính. Em trai út chết vào ngày cấp sắc, Dính uống rượu say ngất ngường lại nằm chết dí trước bàn đèn, cho nên cũng chẳng hề hay biết. Em trai thứ chết trong một bồn nước ngâm đầy nhựa cây thuốc viện. Dính vốn có hiềm khích với em trai cho nên hỉ hả. Dính không hề biết mẹ của mình chết vì tự giật gãy xương cổ trong xích sắt. Chính hắn cũng nghĩ rằng mẹ của hắn đi chữa bệnh. Cho đến một ngày nọ, đêm đó ông bạc đang nằm phởn phơ bên trước bàn đèn, châu đầu vào ống điếu rít một hơi dài, thứ khói nâu huyền diệu để đưa mắt nhìn vào tốn tiên cảnh bồng lai để hạ giới. Cứ tìm quên những sự việc hãi hùng kinh sợ suốt một thời gian dài, đã biến nhà ông thành nơi tử địa, ngập ngụa bùa vây toàn chết chóc. Đang lim dim tận hưởng khói thuốc viện ngai ngái đi vào cuống họng, bỗng một tiếng động rất lớn vang lên từ ngay phía vườn sau, làm cho ông giật mình buông rơi cái tẩu, lồm cồm bò dậy. Ông tái mặt quát: Đứa nào đây? Không có tiếng trả lời, cả không gian đã trở về với một sự tĩnh lặng hoang vu một cách khác thường. Đã từ lâu nay, nói đúng ra là từ lúc thằng Mâu chết,
ông đã lờ mờ cảm thấy căn nhà này không ở được. Những ám ảnh xung quanh cái chết của mấy đứa con, của người vợ đầu gối tay ấp đã làm cho ông mất ăn mất ngủ, phải thường xuyên tìm đến thuốc phiện để dỗ yên những suy nghĩ hãi hùng rùng rợn. Thằng con út ông chết vì bị thiêu sống, thằng con thứ của ông ngâm xác đến lúc trương phình lên trong bể nước. Bà vợ của ông thì giật tung xích sắt cho đến khi gãy cổ. Nhà ông có tổng cộng 5 người thì 3 người đều đã chết. Mỗi kẻ đều ra đi, mỗi một mạng người đều bị mất, đều khiến cho ông dùng mình nhớ lại những bí mật lâu nay mà ông che giấu. Trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tương khắc tương sinh mang đầy ý niệm liên quan đến cả người sống và người chết. Nhưng mà đối với ông đã từ lâu nay, ngũ hành là thứ liên hệ mật thiết đến sự thăng tiến, đến con đường hoan lộ thênh thang mà ông đã thong thả bước đi. Khởi sự là con trai của một thổ ti, ông theo chân giặc hết pháp lại Nhật rồi đến Tàu, rồi trở thành một thổ phỉ. Sau khi đã nắm chắc trong tay được ngót nghét ngàn quân, ông trở dùng thiết lực để trở thành thổ ti như bố, rồi ông ngoi lên cái chức quan châu sán trải, vững vàng cho đến tận bây giờ. Con đường hoan lộ của ông thênh thang nhưng mà chứa đầy bí mật và tội lỗi. Những bí mật, những tội lỗi ấy cũng đều liên hệ mật thiết đến những thảm kịch kinh tởm rùng rợn đang bủa vây lấy gia đình của ông, đến thứ phương thuật ngũ hành mà chỉ ông mới biết. Con trai út của ông chết vì hỏa, con trai thứ của ông chết vì thủy, vợ của ông thì chết vì kim. Trong ngũ hành có tam hành ứng nghiệm, tương ứng với những tội ác thuở xưa. Ngày đó trong đám thổ ti của sâu sán trải, có ông và một thổ ti họ Lý tên là Lý Thừa Ân. Thổ ti họ Lý là một người gốc Trung Hoa, nhưng mà từ thời cha chú đã vượt biên sang đây, dùng thế lực tiền bạc và thuốc phiện để làm chủ một vùng. Lý Thừa Ân lúc trước làm thổ ti đã có thời hạn bị bạn thân của vừa A Bạc, và cũng là một ảng mo có quyền có phép, có khả năng trị bệnh cứu người. Lý Thừa Ân đã từng có lúc bày cho ông và cách làm bùa chú, lại dạy cho ông bà cách làm dùng ngũ hành để mà mở rộng con đường hoàn lộ. Phương pháp ấy màu nhiệm nhưng cực kỳ thất đức. Muốn được linh nghiệm phải giết đủ 5 người trong một gia đình theo 5 cách khác nhau, tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi sau đó lại phân xác chặt ra, lấy ở mỗi thi thể một bộ phận khác nhau. Kẻ chặt tay người lấy chân, kẻ lại lấy thủ cấp để làm bùa thì mới mong linh nghiệm. Ngũ hành nghiệm là tên gọi của thứ tà thuật ghê tởm này. Nó khởi phát từ đạo giáo vốn dùng hình nhân bằng cỏ tranh gieo trước cửa nhà hoặc là chôn trong vườn để cầu bình yên mưa gió. Nhưng mà khi thứ phương thuật ấy xuống tận miền Nam đến vùng Thẩm Vạn Đại Sơn đã bị những kẻ mang sẵn trong lòng tà đạo nâng cấp lên rồi chuyển hóa thành thứ tà thuật hại người. Ngũ hành nghiệm dùng người sống để làm vật dẫn, lại lấy 5 phần cơ thể của 5 kẻ có máu mủ cùng huyết thống mà gắn vào một hình nhân lớn. Cuối cùng thì sau khi đọc bùa yểm thuật thì mới coi như là linh nghiệm. Ngũ hành nghiệm sẽ có tác dụng đến 5 đời, làm chính bản thân và con cái của người làm thuật mở rộng đường hoan lộ, thăng quan phát tài, công danh của cải không biết để đâu cho hết. Không thể ngoi lên làm vua làm chúa thì cũng thuộc hàng vương giả có chức có quyền. Nhưng mà Lý Thừa Ân lại không bao giờ ngờ được rằng vừa A Bạc sau khi biết được bí mật của việc lấy người làm yểm ngũ hành, việc chọn chính gia đình của thổ ti họ Lý làm vật dẫn. Nhà của Lý Thừa Ân tính ra vừa có đủ 5 người, 2 vợ chồng, 2 ông bà và 1 đứa bé gái. Tham vọng điên cuồng, ông mong muốn một vua một cõi, đứng đầu một châu, khiến cho vừa A Bạc mở mắt, không còn nhớ đến lời thề dù không đồng sinh, nhưng mà nguyện cùng đồng tử trong ngày kết nghĩa. Bằng đã bí mật lèn vào tư dinh của ông Lý Thừa Ân, trong một đêm giết sạch cả 5 người nhà bạn. Lý Thừa Ân phút chót nhận ra mình đã vẽ đường cho hưu chạy, rước voi về giày mà tổ đau xót thẳng thốt rằng: ta coi mày như là anh em ruột, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chung vai, thế mà mày lại nỡ lòng nào xuống tay giết cả họ nhà tao. Ta sẽ nguyền rủa cho mày, nguyền rủa cả dòng họ của họ Vừa. Trên dãy Pù Săn Cắt này, người nào mày còn sống thì lời nguyền đó còn ứng nghiệm. Khi ấy vừa A Bạc đã say cơn cuồng sát bỏ ngoài tai tất cả những lời nguyền rủa chửi bới của người anh em kết nghĩa đang bị ông trói dưới nền nhà.
cầm con mã tấu sáng loáng, máu người ấm nóng dính vào lưỡi dao vẫn còn đang bốc khói. Vừa A Bà cười gằn, trợn đôi mắt đỏ ngầu lóe lên những tia nhìn đầy sát khí. Mày biết tính của tao mà, đã xuôi thì phải xuôi ra tận biển, đã ngược phải ngược ra tận nguồn. Có trách thì phải trách mày ngu mày dại, ai bảo mày chỉ cách yểm ngũ hành cho tao. Lý Thừa Ân cay đắng lắc đầu, máu mũi máu mồm hòa cùng với nước mắt, nhìn la liệt dưới nền nhà bốn cái xác của vợ con bố mẹ của mình nằm đó, mà nỗi chua chát không thể bật ra từ cổ họng. Bên tai của họ Lý chỉ còn tiếng cười khả ố của các anh em kết nghĩa và tiếng lưỡi dao sáng loáng như là gương đang vung lên rồi rít gió bổ mạnh xuống. Ký ức ào ào ùa về giữa một đêm rét mướt nơi mà đồi núi chập trùng, giữa căn nhà ngập ngụa mùi tử khí và chết chóc, làm cho ông Quan Châu chết lặng bàng hoàng. Ở bên ngoài bức tường ngăn, tiếng lịch kình vẫn không hề dừng lại. Âm thanh ấy đánh thức ông, kéo ông khỏi ký ức của tội ác năm xưa, làm cho ông một lần nữa gào lên giữa đêm trường tĩnh mịch. Ai đấy? Người đâu, dậy hết cho tao. Từ phía bên hông nhà bếp thì anh đầy tớ Tín Cần cũng choàng thỉnh giấc, vội vã chạy lên suýt nữa thì vấp chân vào bậc cửa. Nhìn thấy ông Châu đang ngồi bần thần trên chiếc giường gỗ cẩm lai, anh hơi chột dạ bàng hoàng hỏi. Dạ bẩm ông có việc gì mà cho con gọi sớm thế à? Anh vừa còn chưa kịp nói thì ông Bạc giơ một ngón tay lên ra hiệu cho anh im lặng. Trong cái màn đêm thâm u mịt mùng của một tối trời mùa đông giáp Tết, tiếng nói của ông Châu lại cất lên thì thầm lẩm bẩm như là tiếng cầu hồn, làm cho anh đầy tớ cả người run lên. Mày có nghe thấy gì không? Vừa nói ông Quan Châu vừa chỉ tay về hướng sau vườn, chỉ tay vào bức tường đất. Anh đầy tớ cũng muốn nuốt khan nước bọt, nín thở lắng tai nghe. Quả thật lẫn trong tiếng gió đang rít lên qua những khe liếp đan thưa, có tiếng đầm lịch kịch đều đều như có thể vật gì đang đầm vào bức tường chỉnh chỉnh bằng đất. Anh đầy tớ nhìn ông bà gật đầu ra hiệu là mình cũng đang nghe thấy. Từ ngày mà thằng con út nhà ông Quan Châu bị thiêu sống trong đám lửa, từ ngày có những sự việc kinh dị rùng rợn, nhưng mà người chết liên tục trong nhà của ông Quan Châu sán trải, ai nấy cũng đều bàng hoàng kinh sợ. Nhiều kẻ không dám nán lại đây, xin phép về nhà sau mỗi ngày công tác, phòng dịch và hầu hạ. Cho nên bây giờ cứ mỗi khi trời ngả bóng về chiều, mặt trời thành cây nong máu khuất dần ở đỉnh Pusan Cát trong nhà Quan Châu, chỉ còn lại ba người đàn ông. Đó là anh đầy tớ, ông Quan Châu và gã con trai lúc nào cũng đang say trong hơi thuốc phiện. Không biết là có vật gì đang tạo nên những âm thanh khác thường đằng sau bức tường ám màu chết chóc. Quan Châu sẵn trải nhìn người đầy tớ bằng một cặp mắt lo âu và lấp lánh sự tuyệt vọng đầy ám ảnh. Ông ra lệnh bằng một câu run rẩy: Mày ra ngoài, xem cái gì ở vườn sau, nhanh lên. Anh đầy tớ vội vàng quay lưng đi, nhưng mà lập tức ông gọi lại: Từ từ đã, để tao đi với mày, cầm sẵn cái cuốc đi. Anh đầy tớ ngoan ngoãn lập tức làm theo, đã hầu hạ cho nhà Quan Châu ngót nghét chục năm. Nhưng chưa bao giờ anh thấy ông Châu lại sợ hãi đến độ này. Đánh mất hoàn toàn cái hách dịch ngông cuồng và tàn bạo lúc bình thường, anh với tay lấy cây đúc pơ mu gác lên trên cột nhà rồi dí sát vào bếp củi thì còn lại những đống lửa than tàn. Khét thổi nhẹ một hơi, cái mồi lửa đã bén lập tức bùng lên soi sáng căn nhà. Nhưng ánh lửa vàng vọt lại khiến mặt của hai người bỗng trở nên ma quái một cách dị thường. Anh đầy tớ đi trước ông Quan Châu sắn trải theo sau, rón rén như là đang rình trộm. Hai người vòng ra đằng sau hông nhà. Ánh đuốc lập lòe thấp thoáng trong màn sương mờ đục như một ngọn lửa ma chơi quái dị. Ánh lửa đó xoay dọc bức tường đến đúng chỗ gian sau nhà ngủ của ông Bạc, thì hai người dừng lại. Tiếng lịch kình vẫn cứ như vậy vang lên không đứt, đều đặn buồn tênh theo từng hơi gió chướng. Thế đang đậm vào tường đó là một bàn chân. Khẩm, nói chính xác thì đó là một đôi chân. Một đôi chân đang treo lủng lẳng giữa không trung, bị một làn gió thổi cho nên liên tiếp đập vào bức vách, tạo nên những tiếng lịch kịch không ngừng như một cái đồng hồ quả lắc. Đôi chân đó là của vừa A Dính. Hắn đã chết treo cổ bên dưới cái xà gỗ đỡ lấy hàng mái ngói của gian nhà. Anh đầy tớ vừa nhìn thấy đôi chân người tái nhợt đã rú lên, ném cả cây đuốc xuống vườn rồi quay người bỏ chạy.
Không thèm đếm xỉa gì đến ông quan thổ đang đứng há mồm chết lặng trước thi thể của con trai. Thêm một người nữa trong gia đình của ông rời xa cõi thế, một nhân vật nữa, một thành phần nữa của thuật ngũ hoành. Con trai cả của ông chết vì treo cổ trên cây xả gỗ, một nguyên tố mộc đã hiện hiện rõ ràng. Ngũ hành nghiệm dùng 5 phần cơ thể của 5 kẻ khác nhau, cộng thêm 5 nguyên tố cơ bản nhất trong trời đất để tạo thành thứ quỷ chú cầu ma, muốn gì được nấy, quyền thế nghiêng trời lệch đất. Vừa A Bằng đã có trong tay tất cả nhờ vào 5 sinh mạng trong gia đình của người anh em kết nghĩa của mình. Nhưng mà lời nguyền của Lý Thừa Ân lại cũng trở thành sự thật. Lý Thừa Ân đã nguyền rủa cả nhà của ông trước khi lưỡi dao oan nghiệt chém xuống, kết thúc cuộc đời con người trai duy nhất của dòng họ Lý và khởi đầu chuỗi ngày ăn chín ngồi chốc của một kẻ họ Vừa. Sau đám tang của đứa con trai mà chính ông Bạc là người vừa phải đóng quan tài vừa đào huyệt, sự cay đắng của những tin đồn gây sợ mỗi lúc một lan ra như là một vết dầu loang ở trên biển. Không ai dám đến dự đám tang, không quan viên chức sắc chẳng thổ ti lính tráng. Người ta tránh họ Vừa như là tránh hồi và thiết lực của ông cũng lụi tàn từ đây. Nhưng ông không muốn mình phải chết như lời nguyền của kẻ mà ông đã từng gọi hai tiếng anh em. Những suy nghĩ về thuật yểm ngũ hành, về những cái chết liên quan đến năm nguyên tố khiến cho ông càng ngày càng kinh hãi. Trong đầu của ông đêm ngày vang lên tiếng quỷ khóc ma gào, rùng rợn kinh hoàng hiện về trong giấc ngủ là 5 người nhà họ Lý, là 4 kẻ của họ Vừa. Ông không muốn nghe thêm nữa, nỗi sợ đã dâng đầy trong tâm trí. Ông đã đủ sợ nhiều và ông muốn chấm dứt đi tất cả. Ông Vừa A Bằng tìm được đến vực thuồng luồng, dòng nước xiết dưới kia sẽ lôi ông ra bể. Vừa A Bằng gieo mình xuống thác nước bọt trắng tung xóa để chấm dứt tất cả sự hãi hùng kéo dài không ngừng nghỉ trong suốt một thời gian, và cũng là cách ông ương bướng muốn tránh mệnh trời. Ông sẽ chết như một con hổ vùng Pusan Cát theo cái ý mà ông dự liệu. Nhưng số phận đã lắc đầu. Có kẻ nào đó khi đánh cá bên bờ suối vứt được ông lên mang trả về nhà. Nhưng mà cú nhảy từ độ cao quá lớn khiến sống lưng của ông bị tổn thương, dẫn đến việc ông bị liệt, suốt đời giam giữ chính mình trong một nhà tù không song sắt, từ từ gặm nhấm sống không bằng chết, cho đến khi số phận đặt dấu chấm hết cho tất cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.